con vào cho cô nào. Cô thấy là đã có bạn bà rồi đấy. Đợi chút cô sẽ chia sẻ màn hình. Có Ngọc Minh, Hải Vi, Nhi, Hoàng Quân vào rồi này. Con hai con rủ cô Còn đúng không ạ? Minh Đăng và Phú Tài đúng không? Minh Đăng và Phú Tài vào nốt cho cô nhé. Quay Phú Tài vào đúng giờ đấy. Tặng cho Phú Tài một cúp này. Thừa cô cũng phải đợi Phú Tài mãi mới thấy Phú Tài vào. Không. Em vô rồi mà cô. Có Phú Tài rồi này, mặt vệ còn Minh Đăng thôi đúng không? Thế là cô sẽ bắt đầu quiz trước nhá. Dạ cô, cái bài đầu tiên ấy cô, của đáp án của họ không có ghi đâu là À, cô không để đơn vị vào đấy để cho nó đỡ mất công mình viết ấy mà. Không cần phải viết đơn vị trong những cái câu hỏi điền đáp án đâu. lớn.
Có câu hỏi nào về bài kiểm tra này sau khi làm xong mình sẽ hỏi cô nhé. Bạn làm nhanh nha, khoảng 3 phút nữa 3 phút nữa là cô sẽ tắt quiz.
Một phút nữa cô sẽ tắt quiz nha. Các bạn thường thì phần quiz đầu giờ ấy cô sẽ chỉ để cho các bạn khoảng 10 phút để làm thôi, thế nên là nếu như các bạn làm quá là lâu thì cô sẽ chủ động tắt trước. Đầu tiên là cô sẽ trao cúp nhá. Bạn Hằng Quân đứng vị trí số 1 với 5 cúp, sau đấy là Ngọc Minh 3 cúp và Minh Đăng 1 cúp. Các con thấy bài kiểm tra vừa rồi thế nào? Có bị khó quá không hay như nào đấy? Bình thường Bình thường à? Được nhá. cô con được 50%. Thấy lúc mà con ra kết quả đúng rồi, nhưng người ta bắt con phải phải có dấu chấm xong rồi dấu không chấm ấy, thế là người ta phạt con không cho con đúng, không ra kết quả Đúng đúng nhưng người rồi. ta lại bắt con phải có dấu chấm. Bởi vì hôm nay là buổi đầu Hải Vi đúng không? Nên là có nhiều thứ Hải Vi sẽ không biết. Tức là mình học toán tiếng Anh thì mình sẽ phải dùng quy tắc của toán tiếng Anh. Giả dụ như cô có số 1023 chẳng hạn. Trong tiếng Việt con sẽ chỉ viết là 1023 thôi, nhưng mà bởi vì trong toán tiếng Anh người ta dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các hàng với nhau. Cứ mỗi ba ba hàng một thì người ta sẽ ngăn cách bằng dấu phẩy nhá. Thế nên là đáp án đúng thì phải có dấu phẩy. Tuy nhiên là những câu hỏi điền thì cô sẽ không yêu cầu điền đơn vị, bởi vì là đơn vị thì kiểu nó sẽ hơi phiền với các bạn ấy. Những số, những cái dấu như là dollar hay là mình giả sử mình có gặp những cái dấu như là cm vuông chẳng hạn thì nó sẽ không thể điền được, nên là cô sẽ bỏ qua luôn phần đơn vị. Hôm nay thì mình sẽ học phần đợi cô tí, cô bật ạ. Đây. 2.4 add numbers. Rồi. Về cái phần này nhá, thì thực ra ấy, những phép tính như là phép tính cộng và phép tính trừ là mình đã học hết trong toán tiếng Việt rồi. Nhưng mà cô sẽ thêm một cái phần nữa, đấy là lúc mà các con học ấy, các con sẽ gặp những cái bài mà nó có dấu chấm như thế này. Như bài số 2, phần ticket mà cô đang chiếu đây. Cô sẽ đọc và dịch bài này cho các bạn luôn nhé. Weekend ticket sales for school play are shown in the table. What are the total? Thì ở đây người ta đang bảo mình là cái giá vé cho một cái vở kịch ở trường thì được cho ở trên cái bảng này, và người ta hỏi là tổng của nó bằng bao nhiêu. Mà số này, ví dụ như số 273,75.75 thì đúng hơn nhé. Ở trong tiếng Việt mình sẽ dùng dấu phẩy, còn ở đây mình dùng dấu chấm cho cô. 273.75 và 97 chấm 75 là những số mà mình chưa học trong toán tiếng Việt và hôm nay là cô sẽ dạy nó. Thì ở đây người ta còn gọi những cái số này là số thập phân. Về ý nghĩa của nó thì các con sẽ học sau trong những cái bài sau, nhưng mà mình sẽ học cách cộng nó trước nhé.
Đợi cô tí để cô sửa cái này đã. Về cơ bản thì nó sẽ không khác gì so với khi các con làm phép tính thông thường. Giờ cô sẽ gọi một bạn để giúp cô làm phép tính này. Có bạn nào muốn xung phong giơ tay không? Hay là cô sẽ gọi bất cứ ai đó? Không có ai xung phong giơ tay à? Mày ấy đi cô, mày ấy mà bấm ai bấm bấm trước người là đó trả người trước cô. Rung chung vàng gì? Cô sẽ đếm từ 1 đến 3 nhé. Bạn nào ấn vào được cái rung chung vàng thì sẽ có quyền trả lời này. 1, 2, 3. Phú Tài à? Rồi, Phú Tài trả lời cho cô nhé. Giờ mình sẽ coi như là mình không thấy cái dấu chấm này ở đây và mình làm phép tính như bình thường. 5 cộng với 5 sẽ bằng mấy hả con? Cộng với 5 là bằng 10 ạ. Bằng 10. Không. 5 plus 5 equal 10. Vì cô sẽ viết số 0 ở đây và số 1 để nhớ ở bên đúng không? Rồi con làm tiếp cho cô với. 7 cộng 7 bằng bao nhiêu? 7 plus 7 equal 14 14, and nhưng mà mình có viết 1 là bao and nhiêu nhỉ? 1 equal 15. Right 15. five. Vậy cô sẽ viết số 5 vào đây và vẫn có số 1 ở bên ngoài. Con làm tiếp cho cô nè. 3 and 7. 3 plus 7 equal 10 and 1 equal 11. Write 1, remember 1. Viết số 1 và để số 1 bên cạnh. Rồi tiếp đi con. 7 plus 9 equal 16 plus 1 equals 17. Write 7, remember 1. Và nhớ một rồi, sắp xong rồi đấy con. Cuối cùng nè. 2 plus 1 equal 3. Rồi, vậy đáp án mình sẽ có là 371, 50. Nhưng mà nhớ cho cô điều này thật là kỹ nhá. Đấy là mình sẽ nhìn vị trí của dấu chấm. Ở đây dấu chấm là nằm ở vị trí số 3 nếu mình đếm từ phải sang trái. Vậy cô cũng sẽ để dấu chấm xuống bên dưới. Và mình có số mới là 371.50. Đây sẽ là cái đáp án mới của mình nhé. Và những cái số 0 này ấy, những số 0 đằng sau dấu chấm mà nó nằm ở cuối, mình hoàn toàn thể gạch nó đi. Ví dụ 371.50 thì cũng sẽ bằng là 371.5 và cũng có thể bằng là 371 chấm 5 không không luôn. Mình hoàn toàn có thể gạch những số 0 ở đằng sau dấu chấm và nằm ở cuối hàng nhá. Đấy là với phép cộng. Còn phép trừ thì cũng tương tự, các bạn trừ như bình thường cho cô và để cái dấu chấm ở đúng vị trí như những cái số ở bên trên là được. Rồi thì mình sẽ làm thử một một câu đi. Mình sẽ làm thử một câu cho cô nhá. Cô sẽ muốn các bạn làm cho cô câu 13. Các bạn làm cho cô câu 13 ra cái bảng mà cô đưa cho các bạn nha. Chỉ cần viết đáp án thôi, không cần phải viết phép tính. Và cô sẽ để cho các bạn khoảng 2 phút. Ghi nhớ cho cô là dấu chấm sẽ ở nguyên vị trí của nó nhé. Các bạn còn 1 phút.
2 phút trôi qua nha. Cô thấy có một số bạn vẫn đang gõ, cô sẽ để cho các bạn viết nốt rồi thu bài. Ghi một đáp án thôi thì cô. Đúng rồi, ghi mỗi đáp án thôi. Cô sẽ thu bài luôn nhé. Với bài này thì cô sẽ đọc đáp án luôn này. Cô sẽ viết ngược từ dưới lên. 8 cộng 0 bằng 8. 7 cộng 7 là 14. Viết 4 nhớ 1. 1 với 3 là 4. 4 thêm 1 là 5. 7 cộng 2 là... từ từ. 7 với 2 là 9. 8 cộng 3 là 11. Vậy mình có là 11... 95.48. Nếu như mà viết chuẩn nhá thì mình sẽ phải viết là 1,195.48 cho cô. Tuy nhiên thì nếu bạn nào thiếu dấu phẩy thì ở đây cô sẽ vẫn tính là đúng nhé. Hoàng Quân, Minh Đăng, Hải Vi. Hải Vi còn kịp vẽ luôn cả một cái hình ra nữa đây. Con tự vẽ con à Hải Vi? Không ạ. Con vẽ không có thật ạ. Con vẽ lung tung. Rồi, thế là tất cả các bạn đều có câu trả lời đúng rồi đúng không? Mình sẽ thử làm một phép trừ cho cô nhé. Lần này cô sẽ không hướng dẫn và cô đố là các bạn có thể làm đúng được câu đấy. Như cô đã nói thì cái phép trừ của mình nó cũng không khác so với phép cộng đâu. Mình vẫn làm như bình thường và sau đấy là cho cô thêm dấu chấm là được. Mình sẽ làm cho cô câu số 10 nha. Vẫn như cũ, cô sẽ để cho các bạn khoảng 2 phút đến 2 phút rưỡi để làm. Chỉ cần đáp án, không cần phép tính. Sắp hết 2 phút rồi các bạn nha. Cô thấy có một bạn làm sai rồi đấy. Cô để cho các bạn khoảng 30 giây nữa để xem lại. Đây là phép trừ nha con.
Cô thu bài nhá. Ở đây là phép trừ, và như cô đã nói là mình là phép trừ như bình thường cho cô, chỉ có cái là thêm dấu chấm. Cô có là 9.86 trừ đi 3.39. Cô sẽ gọi một bạn làm phép tính cho cô nhé. Mình sẽ làm rung chuông vàng đi. Cô đến từ 1 đến 3 này. 1, 2, 3. Ngọc Minh. Rồi, Ngọc Minh ơi, con có thể giúp cô làm phép tính này không? 16 và trừ đi 9 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 6 không trừ lượng đi 9 lượng thì phải lượng muộn của số 8 thì thành 16 ạ. Đúng rồi. Và 16 16 trừ đi trừ 9. Ừ. 16 trừ đi 9 sẽ còn bằng 16 trừ đi 9 thì bằng 7 ạ. 7. Và mình sẽ phải nhớ một ở bên cạnh đúng không? Rồi con làm tiếp cho cô nào. S Thì 8 thì minus thành 7 thì 7 cộng với 3 thì bằng 10, nào cộng thêm một nữa nào. thì bằng Bình tĩnh, đây là phép trừ hay phép cộng? thì 7 trừ đi 3 thì bằng 7 trừ đi 3 thì bằng 4 ạ. À. Rồi, 7 minus 3 equal 4. Có cần phải nhớ gì không con? Thì cộng với 1 lại thì bằng 5 ạ. À. Sao lại cộng với 1? Cái số 1 này là con đã trừ vào 8 rồi nhớ không? Con lấy 8 trừ đi 1 còn 7 trừ 3 rồi nhớ không? Đây phép trừ mà. À con Chỗ này là hết rồi. Rồi con trừ tiếp cho cô nào. 9 minus 3. thì 9 minus 3 thì thành Equal. thì equal thành 6 ạ. Equal 6. Rồi. Vậy đáp án mình sẽ có là 6.47 nha. Cô cảm ơn Ngọc Minh. Hoàng Quân vẽ Among Us rồi con. Among Us trò siêu cổ. 6.47 Minh Đăng. Minh Đăng vẽ đèn lồng của con à. Đây nha, cô cho thêm cho cái cán này. Đèn lồng ông sao. Còn này là cái gì thì cô không biết. Thật sự không biết. Cái bánh kem ạ, nhưng mà con bị tô nhiều quá để lên nhau nên là không ra. À, Phú Tài với Ngọc Minh đều nhầm sang phép cộng à con? Xuân Ô, Nhi. em làm phép tính trừ mà cô. Sao mà con trừ mà sao lại ra số to hơn là nào? Con lấy 9.86 trừ đi 3.39 mà ra được 16 luôn á. Con bị thừa Nhầm. rồi. Con bị nhầm ở đâu rồi? Hai số đầu lớn làm cộng. 6.47 mà. Rồi, để ý cho cô nhé. Giờ mình sẽ làm hai bài để cô xem nào. Đây, mình sẽ làm cái này đi. Cái phần này chính là cái phần mà mình học chính hôm nay, đấy là problem solving investigation. Mình phần lớn những cái bài toán trong những cái chương như này nó có chữ problem solving ấy, sẽ là những bài toán rất là nhiều chữ và cô sẽ cần phải yêu cầu các con dịch nhiều hơn bình thường một chút. Ở đây có từ bài 1, 1, 2, 3 và bài 8, 9 đúng không? Bây giờ nhá, cô muốn các con dành khoảng cho cô là 2 phút nhân 5, 10 phút. 10 phút, nhiều nhất là 10 phút để dịch cho cô bài 1, bài 2, bài 3, bài 8 và bài 9. Sau đấy là mình sẽ cùng nhau làm những cái bài này nhé. Có từ vựng nào mới là các bạn phải viết ngay vào vở đấy nhá. Để mình còn học dần mai sau khi mà mình gặp những cái bài toán khác mà mình gặp lại từ đấy thì mình còn biết. Có những từ mà nó quan trọng hơn cả. Ví dụ như từ bot này thì các bạn cần phải biết này. Từ shorter này. Cụm how long. Từ by và bot là một nha. Ơi Ngọc Minh. Con giơ Ôi tay con gì? Mr. là con trai hay con gái à cô? Mr. MRS. Settle. MRS là con gái con ạ. Còn con trai thì chỉ là MR thôi.
Còn MRF này là nếu mình dịch trong tiếng Việt thì sẽ dịch ra là bà trong kiểu quý bà ấy, ví dụ như các con phải gọi mẹ các con là Miss MRF, bởi vì là mẹ các con là phụ nữ rồi, đã là người lớn rồi, đã cưới chồng rồi thì mình phải gọi là MRS. Còn nếu như mà là các con thôi ấy, thì sẽ dùng một từ khác là từ Miss, là quý cô, là nói về những người phụ nữ trẻ và chưa có chồng. Mặc dù cô để 10 phút đấy, nhưng mà bạn nào mà dịch xong trước rồi cứ nhắn tin vào nhóm chat để cô biết nhé. Nếu như mà các bạn dịch xong cùng lúc thì cô sẽ bắt đầu cho mình làm luôn. Những từ mà cô gạch chân bằng bút đỏ là những từ quan trọng và sẽ gặp thường xuyên ở trong các bài tập. Thế nên là các bạn nhớ kỹ những cái từ đấy cho cô.
Con đã tra xong từ hết chưa nhở? Nếu mà tra xong từ hết rồi thì mình có thể bắt đầu làm luôn. Bạn nào tra xong rồi thì giơ tay cho cô nhé. Bạn nào tra xong từ rồi thì giơ tay cho cô nhé để cô biết. Minh Đăng, Hoàng Quân đã xong rồi, Hải Vi xong rồi này. Còn Xuân Nhi, Ngọc Minh và Phú Tài đúng không? Cô để cho... Con định xem Con làm sao? cô xin phép cô hôm nay nhà con có việc bận con xin nghỉ sớm ạ. Thế thì Hải Vi nghỉ sớm cũng được nha. Minh Đăng ơi, Con chào cô ạ. con... Ừ, chào Hải Vi. Con đang bảo gì với cô nhỉ, Minh Đăng nhỉ? Màn hình của con bị thiếu. Bị thiếu à? Thế cô chụp vào xong rồi cô gửi vào trong nhóm chat nhé. Cô gửi ở trong nhóm chat rồi đấy. Cô sẽ để tầm 2 phút nữa. Cô dịch cả bài 8, bài 9 ạ. Ừ, dịch bài 1, 2, 3, 8, 9 cho cô. Còn 1 phút nữa nha. Các bạn yên tâm bởi vì nếu như mà mình có không dịch được thì cô cũng sẽ giúp các bạn dịch với một số từ vựng nó mới quá hoặc là nó lạ quá. Rồi, mình sẽ bắt đầu dịch nha. Cô sẽ để random đi để gọi. Bài số 1, cô nghĩ là bài dễ nhất rồi. Ngọc Minh, dịch cho cô bài số 1 nào. Vâng. Bà Thomas có 85 đô la. Bà ấy đã mua 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 cô cái gì? Tostito là gì hả cô? Con biết toast không? Con có Từ nhưng mà dịch Tostito thành tiếng Việt là gì hả cô? Con biết cái từ này không đã? Từ cô đang viết này. Con nghĩ là nó là bánh mì. Đúng rồi. Toast là bánh mì, còn toaster là máy máy làm bánh mì. Không phải máy làm nhưng mà là máy nướng ấy. Con biết ở trong phim có mấy cái máy mà con đút cái bánh mì vào xong nó nảy lên không? Đấy là cái toaster đấy. Toaster là Vâng. máy nướng bánh mì. Có một Cô cái rất ấy đã hay. mua Con nói tiếp đi. bà ấy đã mua cái máy nướng bánh mì. Bây giờ bà ấy có 43 đô la. Hỏi hỏi có bao nhiêu là bao nhiêu đô la là của cái máy nướng bánh mì. Rồi, cô cảm ơn Ngọc Minh. Dịch gần đúng rồi, chỉ cần sửa lại một tí là được. Cô dịch lại cho nha. Bà Thomas có 85 đô la. Bà ấy mua một cái máy nướng bánh mì. Bây giờ bà ấy chỉ còn 43 đô thôi. Hỏi cái máy nướng bánh mì thì bao nhiêu tiền? Có một cái rất hay về tiếng Anh. Đấy là tiếng Anh hay ghép các cái chữ cái với nhau.
mà người ta sẽ gọi là tiền tố và hậu tố để tạo ra những từ mới. Như từ này, từ toast như mình biết là bánh mì rồi đúng không? Thì toaster là máy nướng bánh mì. Thêm chữ error, cô sẽ cho các con thêm một ví dụ nữa nhé. Mình có cook, các con biết cook là gì không? Cook là gì? Có bạn nào trả lời được cho cô không? Minh Đăng. Là gì hả con? Con thưa cô là nấu ăn ạ. Đúng rồi, nấu ăn. Thế con đoán cooker sẽ là gì? Suýt thì đúng, nhưng mà cô sẽ tặng cho Minh Đăng một cúp nhé. Toast là bánh mì, toaster là máy nướng bánh mì, cook là nấu ăn, còn cooker là cái nồi nấu ăn. Tùy vào hoàn cảnh mà mình sẽ dịch nó nhé. Ví dụ như ở trong tiếng Việt thì người ta hay dịch cooker sang là nồi nấu cơm. Cái nồi cắm cơm ở nhà ấy, người ta gọi là nồi nấu cơm, gọi là cooker. Còn ví dụ như cái nồi chiên không dầu cũng được gọi là một cái cooker. Tuy nhiên thì ở tiếng Việt thì mình sẽ hay gọi cooker là nồi nấu cơm hơn nhé. Còn nếu như mà là đầu bếp ấy thì sẽ là một từ khác, là từ chef. Đừng bị nhầm nhá. Câu số 2, cô sẽ gọi một bạn khác để dịch cho cô. Bạn Hoàng Quân, dịch cho cô câu số 2. Con là con rể ạ. Con sông Nin dài 4.145 mét. Con sông Mississippi thì ngắn hơn con sông Nin là 405 mét. Hỏi con sông Mississippi dài bao nhiêu mét ạ? Cô cảm ơn Hoàng Quân. Hoàng Quân dịch rất là chính xác rồi. Nên là thực ra cô cũng không cần phải dịch lại. Nhưng mà cô sẽ vẫn dịch lại cho các bạn nghe nhá. Nghe 2 lần cho nhớ. Sông Nin thì dài 4.145 dặm. Quên mất là chỗ cái chữ miles này nó không phải là mét nha con. Cái chữ miles này là một cái đơn vị đo khác mà người ta dùng ở trong đơn vị đo của bọn Mỹ hay là châu Âu, nói chung là dặm. Và sông Mississippi thì dài 4 à thì ngắn hơn sông Nin là 405 dặm. Hỏi sông Mississippi sẽ dài bao nhiêu dặm? Câu số 3, bạn Phú Tài dịch cho cô nào. Thưa cô, Roshan có 9 đô la, Roshan còn lại 9 đô la sau khi mua mua một cái thẻ coi phim. Nếu cô ấy mua một cái bánh que mềm. Một cái bánh que cô ấy có thể mua được cái bánh một cái item nào khác, một cái thứ nào khác. Rồi, cô cảm ơn Phú Tài. Cô sẽ dịch lại nhé. Với cả là shop pretzel chính là cái bánh này đấy. Cái bánh mà người ta vẽ ở hình bên cạnh này. Nếu như mà con muốn dịch nó ra tiếng Việt thì tên của nó là bánh quy xoắn. Có bạn nào biết bánh quy xoắn bắt nguồn từ nước nào không? Đất nước nào sẽ có bánh quy xoắn? Anh Ngọc Minh. Ngọc Minh. con ăn cái bánh osami rồi thì con nghĩ là nó từ nước Anh ạ. Từ nước Anh à? Không đúng nha. Có bạn nào có câu trả lời khác không? Ở nước USA. USA à? Không phải đâu con. Minh Đăng. Con nói sát mic vào một chút vì cô với các bạn hơi khó nghe. Nước Đức, đúng rồi. Bánh quy xoắn là ở nước Đức.
Và thực ra còn một nước nữa mà các con thể nghĩ tới, đấy là nước Pháp. Nước Pháp và Đức nha. Các con mà hay Ôi, xem cô con phim đang ấy. nói nước Pháp à? Ơi. Đấy. Con định nói nước Con Pháp đang định à? giơ tay để con nói nước Pháp à? Thế à, thôi cô Ngọc, tặng thêm Ngọc Minh một cúp nhá. Nếu mà các con hay xem phim ấy, thì nước Pháp thường người ta sẽ quay những cái cảnh liên quan tới đồ ăn có đặc trưng, trong đấy là có bánh quy xoắn này. Ngoài ra còn có thêm một cái bánh nữa cũng nổi tiếng mà đến từ Pháp. Đố các bạn biết là bánh gì? Có mỗi Minh Đăng Bánh à? ren. Một cái bánh nữa vô cùng nổi tiếng đến từ Pháp nào, Minh Đăng trả lời cho cô nào. Bánh mì à? Không hẳn. Bánh mì thì nhiều nước cũng có, nhưng mà đây nha, cô sẽ vẽ cho các con xem nhé. Trông nó kiểu hình oval. Xong nó có mấy cái xoắn 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 xoắn. Cho cô vẽ xấu quá, bỏ đi. Đùa. Hoàng Quân nói đi con. Con thưa cô ấy, như người Việt mình gọi mình là bánh băng thu tre hay sao ấy ạ? Bakute à? Ở đấy là bánh mì. Đây nha, cô sẽ chia sẻ cho các con xem một trong những cái bánh khác vô cùng nổi tiếng của Pháp mà các con sẽ rất hay nhìn thấy nó ở cà phê. Đấy là bánh sừng bò, croissant. Cái bánh này các con thấy bao giờ chưa? Biết cái Ôi bánh rồi này ạ, à, ở không? trường có ăn cái món này, có xúc xích ở trong đấy ạ, à, có phô mai ở trong ạ. À. Đây, đúng rồi đây. Cái bánh này là một cái bánh khác cũng rất là nổi tiếng đến từ Pháp đấy, bánh sừng bò. Cô dịch lại câu 3 nhé. Rosanna có 9 đô sau khi mà mua một cái vé xem phim. Nếu như mà cô ấy mua thêm một cái bánh quy xoắn thì cô ấy có thể mua thêm cái gì nữa? Bây giờ mình sẽ dịch nốt câu 8 và câu 9 này. Có Phú Tài, Hoàng Quân dịch với cả Ngọc Minh dịch rồi đúng không? Vậy còn Sơn Nhi và Minh Đăng. Cô sẽ random bao giờ? Rồi, Sunny gì cho cô số 8 nè. Cô quên tạ được 5 đô la mỗi tuần, bạn dắt chó đi dạo. Cô ấy phải trả tiền điện thoại là 15 đô mỗi tháng. Cô ấy phải trả tiền điện thoại 15 đô mỗi tháng, hỏi bao nhiêu cô ấy còn lại sau khi trả tiền điện thoại cho 1 tháng đã có 4 tuần. Rồi, cô cảm ơn Sơn Nhi. Câu số 8 và câu số 9 sẽ hơi khó dịch nhá, bởi vì nó vừa dài vừa nhiều từ mới. Hai câu này chắc chắn là cô sẽ dịch lại này. Bình đang dịch nốt cho cô câu số 9 đi, rồi cô sẽ dịch hai câu một lượt luôn. Có 58 học sinh lớp 3 và 62 học sinh lớp 4 đang đi. Đi dã ngoại. Đang đi ra ngoài. Mỗi chiếc xe bus có thể Chứa. có thể chứa 40 người, hỏi bao nhiêu xe bus để có thể chở hết tất cả học sinh ạ? Đúng rồi, cô cảm ơn Minh Đăng. Cô sẽ dịch lại cho các bạn hai bài 8 và 9 nha. Bài số 8. Greta kiếm được 5 đô mỗi tuần bằng cách dắt chó. Cô ấy phải trả cho cái tiền điện thoại của gia đình là 15 đô. Hỏi cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu tiền sau khi mà trả tiền điện thoại trong vòng 1 tháng và có 4 tuần. 4 tuần tức là bạn ấy sẽ dắt chó 4 lần đấy. Người ta muốn khẳng định cho mình là chỉ có 4 tuần thôi để nhỡ các bạn lại thắc mắc lại. Một tháng nhỡ đâu có nhiều hơn 4 tuần thì sao? Vì mình biết là một tháng có những ngày, có những tháng là 31 ngày đúng không? Mà 4 tuần là 28, vậy sẽ dư ra khoảng mất mấy ngày?
Câu số 9. Có 58 học sinh lớp 3 và 4 và 62 học sinh lớp 4 đang đi dã ngoại. Mỗi chiếc xe buýt thì có thể chở được 40 người. Hỏi là mình cần tất cả là bao nhiêu chiếc xe buýt? Giờ thì cô sẽ muốn các bạn làm cho cô câu 1, 2, 3 trước nhé. Câu 8, 9 thì mình làm sau. Không thì nó lại bị nhiều quá. Đợi cô chút để cô giao cho các bạn. Với những cái bài tập chữ như thế này thì cô sẽ yêu cầu các bạn là phải cho cô phép tính nhé. Và đáp án thì phải có đơn vị. Phép tính và đơn vị. Để cô viết lên trên đầu bảng luôn. Phép tính là calculate. Thực ra đây là tính, chứ không phải là phép tính. Và đơn vị là unit. Có cho cô hai cái này. Cô nghĩ là cô sẽ để cho các bạn khoảng 6 phút, 8 phút đi. Sau đấy cô sẽ check, nếu như là các bạn cần thêm thời gian thì cô sẽ để cho thêm thời gian. Mà nếu làm xong nhanh hơn thì mình sẽ chữa luôn. Với bài số 3, trong trường hợp mà các bạn không biết là phép tính trừ vì cô chưa dạy, thì các bạn có thể dùng phương pháp làm tròn lên nhé. Ở đây là người ta bảo là mua soft pretzel đúng không? Là bánh quy xoắn là 4.75. Thì mình làm tròn lên 5 luôn. Vậy 9 trừ đi 5 thì sẽ còn 4. Và với 4 đô thì có thể mua được cái gì? Thì các bạn viết vào cho cô. Để... ơi con. Chỉ ghi một ghi đáp. Cái bài 3 thì mình ghi một đáp án thôi hay là mình vẫn tính? Không cần tính cũng được. Bỏ qua phép tính cũng được. Chỉ cần ghi là mua thêm được cái gì thôi. Sau này khi mà mình học về số thập phân kỹ hơn thì cô sẽ chỉ cho các bạn cách làm những cái phép tính như là 9 trừ 4.75. Sau này là mình sẽ học số thập phân. Cũng chắc là trong kỳ này thôi. Cô nhớ không nhầm là trong quyển sách này lớp 4 là nó có dạy mình đến số thập phân rồi, dạy decimal.
Tôi thấy các bạn làm khá là nhanh đấy. Tôi thấy có một số bạn là sắp xong rồi cơ đấy. Đây, quen hơn nhở, làm nhanh quá nhở. Cô Thu bài nhá. Với câu số 1 thì mình sẽ cần phải lấy 85 đô. Trừ đi 85 đô trừ đi 43 đô thì sẽ còn là 5 trừ 3 là 2 này, 8 trừ 4 là 4, 42 đô tất cả. Bởi vì là cái lúc đầu là bạn ấy có bài ấy có 85 đô và sau đấy sau khi mua thì chỉ còn 43 đô. Vậy cái bánh mì sẽ là 85 trừ 43 là còn 42 đô. Câu số 2. Bởi vì là sông Mississippi thì ngắn hơn 405 dặm nên ở đây là mình cũng sẽ phải làm phép trừ. Lấy 4.145 4.145 minus 405 thì mình sẽ có kết quả là, đợi một tí cô tính nhầm đã. Bằng 3.740. Còn với đáp án số 3 thì như cô bảo là các bạn sẽ làm tròn lên đúng không? 4.75. 4.75. Mình sẽ làm tròn thành $5 cho cô. Và sau đấy lấy 9 trừ đi 5 thì equal 4 là $4. Vậy với $4 này thì bạn chỉ có thể mua thêm được small soda mà thôi. Tất cả những thứ khác như là large soda, soft pretzel hay là medium popcorn thì đều có giá cao hơn là 4 đô la. 42 này, small soda. 3740, Hoàng Quân có cả 3 câu đều chính xác. Minh Đăng. Nhưng mà các bạn nhớ cho cô là cần phải có đơn vị đấy nhá, cần phải có unit nhá. Mình đang vẽ lá cờ tổ quốc cả con. 42 này, 3740 small soldier rồi Ngọc Minh 3 cúp. 4 sao lại 41 à Phú Tài? 85 trừ 43 ra 41 à con. Em ghi nhầm cô. Con vẽ cái gì đây? Em vẽ cái lồng đèn. Cô tưởng con vẽ ninja rùa, trông như kiểu con rùa với mai Em chưa vẽ xong rồi. ấy. Sân Nhi. Rồi, 3 cúp. Giờ chỉ còn câu 8 và câu 9 thôi nha. Các bạn có thấy là mình cần cô phải dịch lại đề bài hai cái câu này không? Hay là làm luôn cũng được. Hai câu này là khó hơn những câu vừa rồi mình làm đấy nhé. Nó dài hơn và nó phức tạp hơn. Thì cô cứ giao bài tập trước. Nếu mà các con muốn dịch lại thì bảo cô nhé. Cô sẽ giúp mình dịch lại. Vẫn yêu cầu như cũ là có phép tính. Calculate. Và sau đấy là đơn vị cho cô. Đơn vị là unit. Như ở câu 8 đơn vị sẽ là dollars. Còn câu 9 sẽ là bus. Buses. Số xe buýt. Bài này khó hơn là cô sẽ để cho các bạn thời gian lâu hơn. Bài đọc chưa hiểu ạ. Bài số 8 cô dịch lại nhé. Greta kiếm được 5 đô mỗi tuần bằng cách dắt chó đi dạo. Cô ấy phải trả cho gia đình là 15 đô mỗi tháng cho phí điện thoại. Hỏi là cô ấy còn bao nhiêu tiền sau khi trả cái phí điện thoại trong vòng một tháng đấy. Và một tháng thì có 4 tuần. Nếu như mà mình tóm tắt nó ra nhá, thì mình sẽ biết được là bạn ý earn $5 a week. Nhưng mà bạn ấy lại lost $15 a month. Và mình quy định với nhau là a month thì sẽ có 4 week.
Vậy hỏi là sau một tháng, after a month, thì bạn ấy sẽ còn bao nhiêu tiền? How much? How much left? Bây giờ nhá, nếu như mà bạn Greta kiếm được 5 đô một tuần, thế thì một tháng bạn ấy sẽ kiếm được bao nhiêu đô? 5 đô một tuần mà một tháng có 4 tuần thì một tháng sẽ kiếm được bao nhiêu đô đây? Hoàng Quân. Có được cô là 20 đô à? Đúng rồi, 20 đô. Tuy nhiên là bạn ấy đâu có được cầm 20 đô ấy đâu. Bạn ấy phải trả tiền cho bố mẹ để sử dụng điện thoại nữa, là trả mất 15 đô. Thì ở đây người ta hỏi là sau khi mà kiếm mà trả tiền như thế thì bạn ấy còn bao nhiêu đô? Đấy là câu 8 nha. Các con tự tính nốt phần còn lại cho cô.
cô chưa bật mic ạ. À, cô bảo là cô sẽ thu bài nhá. À, với cả là câu toán lúc nãy là cô đã giúp các con với là phép tính đầu tiên rồi đúng không? Nên là với phép tính thứ hai, các con chỉ cần viết là 20 trừ 15 ra $5 là đủ. Bạn nào tử tế cô ơi. Mạng của em bị yếu cho nên em vừa mới bị thoát ra. Thế à? Không sao. Còn với câu số 9 nhá. Có 58 học sinh lớp 3 và 62 học sinh lớp 4. Thì phép tính đầu tiên mình làm sẽ là lấy 58 cộng 62 cho cô. Và kết quả là ra là 120 student. Sau đấy là mình biết rằng mỗi chiếc xe buýt chỉ chở được 40 bạn mà thôi. Nên mình sẽ phải lấy 120 chia cho 40. Và ra đáp án là 3 chiếc xe buýt, 3 buses. Rồi, 5, 4, 20. Mà Quân làm rất là đầy đủ. Mỗi tội thiếu đơn vị. Con thiếu đơn vị của cô nhá. Buổi sau là cô không thiếu đơn vị là cô không tính đâu đấy. Minh Đăng 5 và 3 buses. Có cố gắng nhưng không đáng kể. Có đơn vị cho xe buýt nhưng mà không có đơn vị cho tiền. $5. I love Việt Nam rồi đấy. Ngọc Minh còn không có đơn vị nào luôn. Phú Tài không kịp làm hả con? Em vừa mới bị mạng yếu như cái chỗ đó em mới bị thoát ra máy em mới vô được. Thôi rồi không sao. Còn câu 4, 5, 6 và câu 10 này mình sẽ trả lời nhanh nhá. Cô sẽ dịch, sau đấy là cô gọi rung chuông vàng. Bạn nào trả lời đúng thì cô sẽ tặng 2 cúp. Đâu nhỉ? Đây, rung chuông vàng. Câu số 4. Alonso có 139 quyển truyện. Maki thì có 72 quyển truyện. Hỏi là hai bạn này có tổng cộng lại có phải là khoảng 200 quyển truyện không? Giải thích. Thì cô sẽ để cho các bạn 1 phút đi. 1 phút suy nghĩ xong rồi cô sẽ bắt đầu cái poll. 1 phút để làm phép tính. Cái này hình như là quá 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 cái chuyện chắn rồi sao cô? Đáp án để tí nữa trả lời. Cô sẽ bắt đầu ấn nhá. Khi mà cô đến đến 3 thì các bạn nhớ để ý màn hình để còn ấn. 1 2 3. Ngọc Minh trả lời cho cô câu số 4 này. Hai bạn này có tổng khoảng là 200 quyển truyện tranh, có đúng hay không? Đáp án của con là không ạ, bởi vì nếu mà con cộng 139 cộng với 72 thì nó sẽ bằng 200 bao nhiêu nào? 92 là mấy? Con nghĩ là 211 ạ. Đúng rồi. Và 211 trong tiếng Anh đọc như nào con nhỉ? 211. Đúng rồi, 211. Cô cảm ơn Ngọc Minh. Tuy nhiên nhá, các bạn để ý cho cô này. Ở đây nó có chữ about. Và chữ about thì là dấu hiệu cho bài toán gì nhỉ? Cô nhắc đi nhắc lại từ buổi trước rồi nha. Chữ about là dấu hiệu cho bài toán gì? Hoàng Quân. Thưa cô, là bài toán làm tròn ạ. Đúng rồi, bài toán làm tròn. Không hẳn là làm tròn lắm nhưng là bài toán estimate, bài toán dự đoán. Và trong bài toán dự đoán thì mình sẽ phải làm tròn. Vậy nếu như bài này mà mình làm phép tính nhá, thì mình sẽ phải làm tròn 139 lên 140 trước. Và làm tròn 72 thành 70 cho cô. Cộng như này là mình đã có thể ra áng chừng của nó rồi. Là sẽ ra khoảng 210. Và 210 là quá 200. Vậy nên câu trả lời đây là không. Rồi, với câu số 5 này. Một con pinata là khoảng $36 và cái chi phí để trang trí bữa tiệc là $18.
Một món quà là 28 đô. Hỏi tất cả chỗ này cộng lại thì khoảng bao nhiêu? Nhớ chữ about cho cô nha. Bài toán làm tròn đấy, bài toán dự đoán đấy. Làm tròn trước rồi mới tính. Với câu này cô cũng sẽ để cho các bạn một phút để suy nghĩ trước khi mà gọi. Ngoài ra thì có bạn nào biết pinata là cái gì không nhỉ? Cái này cũng hay xuất hiện trong phim này. Minh Đăng. Pinata đấy là thường được sử dụng trong bữa tiệc, người chơi sẽ dùng phát và đập đập nó ra, và trong con pinata có kẹo. Đúng rồi, Minh đang trả lời rất là chính xác nhá. Cái con pinata ấy là cái con ở hình bên cạnh này này. Nó sẽ là một con vật hoặc là một cái hình gì đấy được làm từ giấy và keo dán. Và ở bên trong ấy sẽ có kẹo. Khi mà người ta đập cái con này ra vào trong các buổi tiệc thì nó sẽ bắn ra kẹo cho các bạn nhỏ để các bạn nhỏ ăn. Và khi mà đập thì thường là mình sẽ bịt mắt. Cô sẽ đếm từ 1 đến 3 nhé. Và các bạn làm cho cô bài số 5. Bạn nào làm đúng sẽ được 2 cúp. 1, 2, 3. Cô chưa kịp tính mà. Ê, thế con phải tính nhanh chứ. Vẫn là Ngọc Minh à? Đâu, Ngọc Minh trả lời cho cô câu số 5 nào. Con thưa cô, nếu mà 28 cộng với 18 thì bằng 46, còn 46 cộng với cộng với 36 thì 6 cộng thì 46 cộng với 6 thì bằng 52, còn 52 cộng với 3 thì bằng 82, thì nếu mà round thì nếu mà estimate thì con ý là 80 là đáp án của con ạ. 80 à? Cũng không đúng đâu nhá, bởi vì con đã sai mất một chỗ rồi. Minh đang có thể chỉ ra cho cô biết là bạn sai ở đâu không? Cô là bạn ấy sai là mình phải làm xong trước khi tính ạ. Đúng rồi, đấy là mình phải làm tròn trước khi tính. Minh đang trả lời cho cô câu này xem nếu con làm là ra đáp án bằng bao nhiêu nhỉ? Đáp án của con là 90 vì 28 được làm tròn lên là 30, 36 thì được làm tròn lên là 40, còn 18 làm tròn lên bằng 20. Câu trả lời rất là chính xác nhá. Cô cảm ơn Minh Đăng. Với bài toán estimate, bài toán dự đoán kết quả, thì mình làm tròn trước rồi mình mới tính. Làm tròn trước rồi mới tính. Nhớ cho cô nhé. Câu số 6. Câu số 10 này cô sẽ không chữa nữa. Câu số 6 này. À thôi. Câu số 6 là một câu khó đấy. Câu khá khó. Prem thì đang nghĩ tới 3 chữ số từ 1 tới 10. 3 chữ số từ 1 tới 10. Và tổng của 3 chữ số này là bằng 14. Vậy những số đó là những số nào? Với câu này cô sẽ phát giấy đi. Bạn nào trả lời đúng cô cho luôn 2 cúp. 3 số từ 1 tới 10 có tổng là 14. Sẽ là những chữ số nào đây? Cô để cho các con khoảng 2 phút nhé. Bởi vì câu này là câu khó nên là cô sẽ để cho các bạn trả lời được 2 cúp. Và sẽ không có sự cạnh tranh. Bạn nào cứ làm đúng là được 2 cúp thôi. Cô, cái này có là cộng hay sao? Là cộng đấy con. The sum là tổng. Tổng của 3 số nằm trong khoảng từ 1 tới 10 bằng 14. Hỏi 3 số đấy là những số nào? Tức là nó sẽ không được trùng nhau đâu nhá. Ví dụ như các con mà tính 14 bằng 6 cộng 2 là không được. Bởi vì số 6 bị lặp lại 2 lần. Mỗi số chỉ được dùng đúng một lần mà thôi. Còn 1 phút này. Ừ cô. Xem nào. Đi. Đi. 3 số nha, tổng của 3 số nha, không phải tổng của 2 số đâu nha. 30 giây. Quên rồi.
20 giây đếm ngược. 15 giây đếm ngược. 10 giây đếm ngược. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cô hãy thu bài đây. Hoàng Quân, câu trả lời chính xác 2 cúp. Minh Đăng, 2 cúp. Ngọc Minh, 2 cúp. Phú Tài, 3, 4, 7, 7, 4, 11, 2 cúp. Và Sơn Nhi, 2 cúp. Cái phần khó nhất của cái bài này ấy, không phải là tìm ra tổng nào có tổng của 3 chữ số nào bằng 14, mà cái phần khó nhất là liệt kê tất cả những cái tổng mà có thể ra được 14. Cái này cô sẽ để làm một câu đối cho các con khi về nhà nhé. Nếu mà bạn nào liệt kê được nhiều các cái cặp, nhiều bộ 3 chữ số mà tổng bằng 14 nhất, cô sẽ trao cho bạn ấy 3 cúp vào đầu giờ buổi sau. Được chưa? Bạn nào liệt kê được nhiều nhất. Cô gửi link quiz vào trong nhóm rồi nha. Các con vào tham gia giúp cô ấy. Ơi Minh Đăng, leo núi đi cô nha. Cô để leo núi mà. Con yên tâm, con liệt kê tất cả những cái số cộng vào và bằng 14 ấy, ý là bộ 3 số, thì nó sẽ không có mãi mãi đâu. Đến một giai đoạn nào đấy, con sẽ thấy là con không thể liệt kê thêm được nữa. Ví dụ nhá, lúc nãy là cô, ví dụ như bộ số của Hoàng Quân, ví dụ như bộ số của Hoàng Quân là 8, 4 và 2 rồi đúng không? Thì đấy là một bộ số 2, 4, 8, 2, 8, 4, 2 hay là 4, 8, 2 thì cũng chỉ là một bộ số mà thôi. Tuy nhiên là cái này là cô sẽ hỏi các con vào đầu buổi sau nên là không phải lo vội. Các bạn vào dần đi nha, cô sẽ bắt đầu trước đây.
Bởi vì các bạn khác đã làm xong hết rồi và Phú Tài thì làm hơi chậm nên là con cứ làm tiếp. Phú Tài xong luôn rồi à? Hay quá nhỉ? Nãy cô còn thấy Phú Tài đang đấm nhau với em mà sao con? Lúc nãy con đánh trưởng của em đúng không? Không, em đẹp con. Hoàng Quân nhiều cúp nhất. Ngọc Minh vị trí số 2. Và Nhi vị trí số 3. Hôm nay nhiều người nhiều cúp nhất là Hoàng Quân này. Buổi sau thì chúng ta sẽ ôn tập chương nhé và kiểm tra. Về các con xem kỹ lại bài cho cô, hoặc là nếu như buổi sau mà cô thấy ôn tập chương không ổn thì mình sẽ để bài kiểm tra sang tuần sau nữa cũng được. Em hôm nay mình có thể nghỉ ở đây rồi. Tạm biệt các con. Sau Phú Tài tập trung cho cô nhá. Con nó đánh nhau với em nữa. Em đẹp con chứ con đừng bị sợ. Con Con mách chào mẹ đi. cô. Ừ, cô Con chào chào con. cô. Cô chào con.